Từ ngày 1 tháng 6, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế và đơn vị trực thuộc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Việc này sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tích hợp với bệnh án điện tử, góp phần chuyển đổi số cho ngành y tế, đồng thời giảm thiểu rủi ro khi người bệnh phải mang theo tiền mặt. Các bệnh viện tại Hà Nội đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi thực hiện yêu cầu này. Nằm viện một tuần nay, nhưng anh Nguyễn Quang Ngọc không phải lo mang theo tiền mặt. Mọi thủ tục nhập viện của anh đều thanh toán bằng chuyển khoản hay quẹt mã QR code. Ngày hôm nay, anh được xuất viện nhưng cũng chỉ mất 5 phút để làm thủ tục. Tiền hoàn trả từ bệnh viện cũng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của anh. Cái này bác sĩ chỉ cần thông báo cái là ra chúng tôi trong vòng khoảng 5-10 phút là chúng tôi ra là có thể là vào ngồi vào trong máy là sẽ nhập vào máy và chuyển khoản rất tiện lợi. Trên 90% lượt bệnh nhân nội trú và ngoại trú đã thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Kể từ trước khi dịch COVID-19 bùng phát, người bệnh đã có thể thanh toán không tiền mặt bằng hình thức đơn giản như chuyển khoản, quét QR tính tại đây. Bệnh viện này chính thức ban hành quy trình thanh toán online từ tháng 8 năm 2023. Sau khi triển khai mà thanh toán không tiền mặt thì bệnh viện đã sắp xếp được một số các cái vị trí nhân lực không cần tham gia công việc mà thanh toán trực tiếp nữa thì đã chuyển công việc sang các bộ phận mà có thể sắp xếp lại cho nó hợp lý hơn. Với bệnh nhân khi thanh toán không tiền mặt thì người bệnh không phải xếp hàng chờ đợi tại các cửa thanh toán. Bệnh nhân có thể thanh toán trực tiếp tại các khoa phòng. Việc thanh toán không dùng tiền mặt đã góp phần giảm tình trạng quá tải cục bộ tại nhiều bệnh viện, giảm áp lực căng thẳng cho nhân viên y tế trong quá trình tiếp đón bệnh nhân đến khám. Qua đó giúp bệnh viện có thể phục vụ người bệnh được chu đáo hơn. Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội không còn cảnh xếp hàng thanh toán viện phí hay chờ đóng tiền làm các xét nghiệm, khám lâm sàng hay lấy thuốc. Bệnh viện đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều hình thức như quét mã QR, chuyển khoản và quẹt thẻ ngân hàng. Sẽ giúp cho người bệnh thứ nhất là giảm thời gian chờ đợi. Thứ hai là giúp cho người bệnh là người ta có thể ngồi đâu trong bệnh viện, người ta cũng có thể thanh toán được cái hóa đơn viện phí hoặc là những cái hóa đơn dịch vụ y tế. Người bệnh thì người ta cũng không cần phải mà mang tiền tới bệnh viện hoặc là mang tiền trong quá trình mà đến các cơ sở y tế để giảm thiểu các cái rủi ro về mang tiền mặt. Đại diện Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, việc thanh toán không dùng tiền mặt tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho người dân và công khai minh bạch chi phí khám chữa bệnh. Hiện 100% các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thủ đô đã triển khai. Người dân khi mà sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt thì một là thuận lợi, rất thuận lợi và nhanh chóng không phải phát sinh thêm các chi phí khác. Thế và đối với cả các đơn vị quản lý thì cũng sẽ quản lý được, không làm thất thoát những cái phí, lệ phí khi mà không sử dụng những cái dịch vụ này. Thế và thứ ba nữa là đảm bảo cái tính chính xác, minh bạch cũng như là công khai. Với những bệnh nhân vẫn muốn thanh toán bằng tiền mặt, các bệnh viện vẫn tạo điều kiện, thậm chí có thể vừa trả một phần bằng tiền mặt, vừa chuyển khoản phần còn lại nếu có nhu cầu. Việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt sẽ giúp thực hiện mô hình bệnh viện thông minh, hướng đến chuyển đổi số toàn diện trong ngành y tế.